Dạ, nhà đất Bình Tân xin kính chào quý khách. Hiện tại thì em đang đứng ngay cái trục đường Gò Xoài và đường Miếu Gò Xoài. Ngay khu này là khu chợ, rất là đông đúc và sầm uất. Cái hướng này là mình đi về Lê Văn Quế và cái hướng ngược lại là mình đi Tân Kỳ, Tân Quý. Dạ, bây giờ thì mời quý khách cùng em di chuyển trên cái tuyến đường Lô Tư để mình tham quan một căn nhà rất là đẹp luôn, nhà xây cực kỳ hiện đại. Vị trí là một sẹt ngắn của đường Lô Tư và nó cách chợ chỉ khoảng 150m thôi. Nhà với cái diện tích rất đẹp, ngang 4 dài 17m. Mình xây một trệt một lửng, 3 lầu, có tổng cộng 4 phòng ngủ, 1 phòng thờ, 6 nhà vệ sinh. Một cái điểm đặc biệt nữa là trên cái tầng thượng, tầng cuối cùng, chủ nhà thiết kế thêm một cái dịp nhà vệ sinh nữa, rất là thuận tiện trong cái sinh hoạt hàng ngày của mình. Hẻm ở trước nhà rất là rộng, hẻm 6m, 2 xe ô tô tránh nhau thoải mái. Hẻm thông. Dạ, bây giờ thì bên em đã tới cái vị trí căn nhà của mình rồi. Từ vị trí căn nhà mình đi 4 xã thì tầm khoảng 1,3 km. Mình đi ra Tân Phú chỉ có 800m thôi. Và đi ra Aon Tân Phú chỉ có 1 km. Hẻm ở trước nhà rất là rộng, nhà nằm trong khu dân trí, an ninh, khu dân cư hiện hữu, nhiều nhà cao tầng. Quý khách thấy được ở phía con hẻm. Hẻm này thì xe ô tô 2 chiếc tránh nhau thoải mái. Căn nhà của mình xây rất là đẹp theo kiến trúc hiện đại tân cổ điển. Nội thất bên trong mình sử dụng nội thất cao cấp. Cánh cửa cổng bên ngoài là mình sử dụng là cửa sắt CNC mạ đồng. Thấy quý khách thấy được cái độ chắc chắn và cực kỳ sang trọng của nó. Phía bên trong cửa là mình sử dụng cửa gỗ loại cao cấp. Thật ra khi mà khu vực Bình Tân thì hiếm có nhà nào mà sử dụng là cửa gỗ hết. Cho nên cái căn này nó đặc biệt hơn những cái căn khác là cửa nó sử dụng là cửa gỗ. Và mình có không gian tầng trệt rất rộng để được xe ô tô 7 chỗ và một không gian tầng lửng. Trần ở đây là trần thạch cao, hệ thống đèn chùm, hệ thống đèn chiếu sáng đầy đủ hết. Ở đây chủ nhà tặng cho mình một số nội thất cao cấp luôn. Đối diện cái khu vực cầu thang là mình có một cái tủ rượu sử dụng là gỗ tự nhiên với cái chiều dài khoảng trên 2,5 m. Phía không gian bên trong là không gian của bếp rất rộng thoáng. Các thiết bị đi kèm với bếp, tủ bếp, kệ bếp đều sử dụng gỗ tự nhiên hết. Và phía cuối căn nhà là mình sử dụng 1,5 m để làm vị trí toilet và không gian của giếng trời. Ở đây chủ nhà tặng cho mình cái bộ bàn ăn bằng gỗ 6 người ngồi luôn. Gạch hai bên tường của khu vực bếp là ốp cao phun trần. Dạ, bây giờ thì chúng ta di chuyển lên trên tầng lửng thiết kế rất là đẹp. Ở phía bên khi mình bước lên là mình thấy cái giao diện của nó là thiết kế kính cường lực và gỗ ốp tường rất là sang trọng. Ở đây chủ nhà làm cho mình cái bộ để tivi, kệ để tivi bằng gỗ luôn. Trần chủ nhà đi quạt trần rất là thoáng mát. Và bây giờ thì chúng ta di chuyển lên trên tầng 1. Khu vực tầng 1 thì được thiết kế làm 2 phòng ngủ. Phòng ngủ trước và phòng ngủ sau. Mỗi một cái phòng ngủ mình có một cái toilet riêng biệt từng phòng. Cửa phòng mình sử dụng là cửa gỗ tự nhiên. Phía cuối căn nhà mình có một cái cửa sổ để lấy ánh sáng vào. Ở đây chủ nhà đi sẵn rèm cho mình luôn. Các cái thiết bị vệ sinh rất là cao cấp. Kính mình dùng là kính cảm ứng từ gạch ốp cao phun trần. Và cửa nhà vệ sinh là mình dùng cửa nhôm sinh pha kính cường lực phủ mờ. Và đây là cái không gian của phòng ngủ ở phía trước. Ở đây cái sàn mình dùng là gạch giả gỗ cho nên nhìn cảm giác nó rất là ấm. Bên ngoài mình có cái phần hành lang khoảng tầm 1m. Thành hành lang được cắt tỉa bởi sắt CNC cao trên 1m4, rất là an toàn cho gia đình có trẻ nhỏ. Khu vực nhà mình là khu an ninh dân trí. Quý khách về đây sinh sống thì yên tâm về độ an toàn và dân trí của khu vực mình. Nhà của mình thì gần Tân Phú, chỉ cách Tân Phú 800m thôi. Và bây giờ thì chúng ta di chuyển lên lầu 2. Lầu 2 cũng giống như ở lầu 1, cũng hai phòng ngủ trước sau và hai cái toilet riêng biệt. Để tránh mất thời gian của quý khách thì bên em sẽ đi nhanh cái khu vực này. Ở vị trí căn nhà của mình mà mình đi ra trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3 chỉ tầm 300m đổ lại, rất là thuận tiện cho quý khách có con em còn đi học. Và đây không gian tầng cuối cùng cũng là tầng 3 của căn nhà. Ở phía vị trí này mình thiết kế thêm một cái giếng trời nữa. Và cái phần ở phía trước là mình thiết kế một cái không gian, cái phòng tương đối là rộng, có thể sử dụng vào nhiều mục đích, có thể làm phòng ngủ, phòng thờ. Và phía bên ngoài là mình có cái phần sân thượng bên ngoài luôn. Nhà này mình mới xây xong, sổ hồng đã hoàn công đầy đủ cho nên về pháp lý thì rất là an toàn. Quý khách tham quan căn nhà này vui lòng kết nối với nhà đất Bình Tân. Hiện tại thì bên nhà đất Bình Tân còn rất là nhiều sản phẩm nhà phố, nhà mặt tiền để quý khách có thể tham quan và lựa chọn cho mình một căn nhà
diện tích, kết cấu nhà, hướng cũng như giá để phù hợp với tài chính và tiện mua cho mình một cái căn nhà ưng ý nhé. Ở cái vị trí lầu 3 này mình thiết kế thêm một cái toilet nữa. Thật ra những cái căn nhà của khu vực quận Bình Tân thì thiết kế toilet trên tầng thượng rất là ít và rất là hiếm. Phía sau là không gian của phòng sân phơi, sân thượng đi dùng sử dụng làm sân phơi được bao bọc bởi các cái song sắt rất an toàn và chắc chắn. Nhớ bấm like đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất và về nhà đất Bình Tân chia sẻ trên kênh nhé. Cảm ơn quý khách rất nhiều, xin kính chào và hẹn gặp lại.